Trong video trước chúng ta đã cấu hình xong cái phần proxy dành cho cái thằng Nerdjet và mình đã thử chạy lên một cái port là 3000 và mình chạy thành công rồi đúng không? Bây giờ các bạn thấy là trong thằng này mình muốn mở thêm một cổng là 9999 dành cho cái thằng VKB. Thì ở đây mình đã sửa trong cái port rồi. Lúc này mình sẽ thoát ra ha. Thoát ra bên ngoài. Và các bạn kiểm tra lại vào trong cái thằng ETC của mình này. Rồi, Apache site available. Và lúc này chúng ta mở lại cái file config của mình ha. sudo với VKB config Thì nếu như các bạn đối chiếu với cái phone này Và cái file config của mình á Thì các bạn so sánh này Hiện tại cái phần virtual host của thằng chín Thì chúng ta phải trỏ tới cái document root Nó là htdoc Còn cái thằng này mình sẽ đi vào trong cái thằng VKB API Cho nên lúc này chúng ta cần phải Điều chỉnh lại ha Bởi vì chỗ này nếu mà mình ghi là document root Là VKB API thì nó không đúng ha Tại vì bây giờ cái htdoc của mình á Nó coi như là cái thằng WWW đúng chưa? cho nên chỗ này mình sẽ xóa cái phần video đi ha để cho nó chính xác. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại như sau này. Đây, truy cập lại chế độ insert ha và chúng ta sẽ sửa lại cái chỗ này. Từ cái thằng API mình sẽ xóa đi, nó sẽ trở thành là www. Rồi tương tự phía dưới này cũng vậy ha. Directory là viết www và mình bỏ đi cái phần API để sau khi mà chúng ta điều hướng sang cái uh, đường dẫn này á thì nó sẽ trở vào đây và nó đi vào cái folder của mình. Thì các bạn thấy cái tên này mình làm trùng với cái tên folder luôn đúng không? Cho nó chính xác với cái mà chúng ta đã cấu hình ở trong Windows ha, cho nó khớp. Thì sau khi sửa lại như vậy xong rồi á mình sẽ nhấn ESC này, 2.wq và một lần nữa chúng ta cũng sẽ phải tiến hành kiểm tra lại cú pháp ha. Ví dụ mình copy lại cái dòng này, config test này để coi coi nó có lỗi gì hay không. Enter, syntax ok này. Rồi sau đó mình sẽ copy lại cái dòng này, restart lại Apache Chuột phải, paste. Rồi, mình đã restart thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục CD vào trong cái thằng Home này, rồi Ubuntu này, vào node và Demo và mình sẽ run lại ha. NPM run start để cho nó chạy lại cho mình. Dịp cái port là 3000. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đầu tiên là cái thằng node mình sẽ truy cập vào port 80. Thì nó sẽ tự động trỏ chúng ta sang cái port là 3000, ngầm ở bên dưới ha. Và nếu như mình gõ là đường dẫn là suyệt này vkp, gạch ngang, api, và không có dấu suyệt á, enter, thì nó vẫn hiểu đây là cái router của thằng Nuxjs. Cái này mình đã học rồi ha. Mình bắt buộc phải thêm cái dấu xuyệt ở phía sau để cho nó trỏ sang cái mạng nguồn của thằng VKB. Và bây giờ là bước mình sẽ cấu hình lại VKB từ đầu ha. Đầu tiên các bạn sẽ chọn ngôn ngữ này. Lúc này mình sẽ nhấn vào Continue. Rồi, ở đây mình sẽ nhập vào cái site title. Thì thực ra cái thông tin này không quan trọng lắm ha. Cái site title bây giờ mình sẽ không sử dụng cái front end của thằng VKB nữa mà chúng ta sử dụng front end của cái thằng Nuxjs cho nên cái thằng này cũng không quá quan trọng, mình ghi lại đi ha Wikipedia API uh, Amazon service chẳng hạn Rồi username là cái thằng admin đó, mình sẽ tạo tương tự luôn Mật khẩu mình sẽ ghi là 123456 đi Rồi mình sẽ Confirm là sử dụng mật khẩu yếu Rồi email của mình Ví dụ ha tc.evloper1902.gmail.com Và mình sẽ ngăn chặn cho cái search engine Rồi cái này mình chỉ dùng admin thôi rồi lúc này chúng ta sẽ nhấn vào install WordPress và nó sẽ cài đặt cho chúng ta. Tương tự ha, mình sẽ tiến hành login này. Công lực 1902 và mật khẩu là 123456. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái trang web hoàn toàn mới ha. Thì đây là cái trang web hoàn toàn mới mà mình đã deploy lên cái đường dẫn domain đó là luckchallenge.coach và mình sẽ có một cái sub ở phía sau, sub folder ở phía sau Nó là vkb api. Còn cái phần phía trước của mình thì nó vẫn là cái trang nuts mà thôi. Thì lúc này các bạn có thể cài đặt Git ha và install code mới nhất của thằng này về và mình sẽ build mới luôn ha. Rồi mình sẽ thử một số tính năng ở trong đây. Ví dụ mình vào trong cái phần user chẳng hạn. Đây, chúng ta có một user này. Mình có thể đổi thông tin ở đây ha, hoặc là upload avatar. Hoặc là chúng ta có thể truy cập vào trong media. Mình sẽ thử xem mình có up hình được hay không ha. Đây, ví dụ mình vào một tấm hình bất kỳ chẳng hạn, thằng này chẳng hạn. Mình kéo vào đây. Đây, chúng ta up hình bình thường này và khi ấp hình xong á cái hình này nó sẽ được lưu vào trong cái thằng VKB content ha ok vậy là ổn chúng ta sẽ kiểm tra tiếp vào trong cái thằng post này đây mình cũng có một bài viết mẫu này mình hoàn toàn có thể nhấn vào add new để chúng ta tạo một bài viết mới đúng không đây ok rồi nó vẫn chạy bình thường ha bây giờ mình sẽ quay trở lại rồi mình cũng có cái phần comment này rồi mình cũng có cái phần plugin này bây giờ mình sẽ thử cài đặt một cái plugin mà chúng ta đã học ha mình sẽ quay trở lại cái folder VKB API VKB Content này, Plugin Mình đã cài cái thằng là Post View Counter Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ click vào phần Add New Và mình chọn vào Post View Counter Nếu mình xài không được á, trong trường hợp mà chúng ta cài không được Thì các bạn phải vào trong folder cấp quyền cho nó ha Post View Counter này Tại vì bản chất là khi chúng ta cài đặt về Nó sẽ tải về cho mình một cái file, một cái folder nằm trong cái thằng VKB Content đúng không? cho nên là nếu như nó không có quyền để nó tạo folder á thì nó sẽ không có install được bây giờ mình sẽ install thử xem cái quá trình cài đặt của mình có thành công hay không mình sẽ nhấn vào install now này rồi mình sẽ chờ nó chạy ha chờ nó chạy và tương tự sau này mình thiếu gì thì mình sẽ cài đặt thêm ví dụ trong trường hợp này mình có thêm hai thằng nữa này và thằng này là thằng zloti này mình là ổn rồi mình đã cài đặt thành công và chúng ta hoàn toàn có thể activate được ha đó rồi lúc này mình sẽ tạm thời clear đi và chúng ta sẽ kiểm tra thử ha đi vào trong cái thằng uh, là sudo này LS trừ LA Vào trong thằng là va này WWW này Đi vào VKB api này VKB Content này Rồi đi vào thằng này thử đi Đây nó sẽ có một cái folder là Login này Thì mình sẽ đi tiếp vào Login Thì trong này mình sẽ có được cái thằng là Post View Counter Và tương tự ha Trong VKB Content Chúng ta sẽ có thằng là Upload đây là nơi chứa tấm hình của mình Thì mình sẽ thử vào ha Xuyệt upload Rồi nó sẽ có một folder là 2020 này Xuyệt 2020 Và có folder là 12 này Xuyệt 12 Và tiếp tục có một cái hình là favicon.ico Thì cái hình này chính là cái tấm hình mà chúng ta vừa mới tải lên ở trong media Giả sử ha Mình vào đây mình xóa đi xem Delete nè Nhấn vào OK Và mình sẽ kiểm tra lại thử ha Vào trong cái phần terminal Clear đi nè Và mở lại câu lệnh này. Thì ngay lập tức cái hình của mình đã bị mất. Vậy lại hệ thống của chúng ta đã chạy thành công. Thì trong các video sau, mình sẽ tiếp tục xử lý tới một vấn đề đó là không thể nào mà cứ mỗi lần mà chúng ta muốn chạy cái thằng frontend á, mình phải gõ lại npm run build hoặc là run start đúng không? Tại vì khi mình trên C mình thoát ra khỏi cái chế độ á thì cái trang web của mình nó đã không được chạy nữa ha. Ví dụ này, mình truy cập lại đây. Nó đã không được chạy. Nó chỉ chạy khi nào mà chúng ta truy cập vào trong cái thằng là home rồi Ubuntu, rồi Natress, rồi demo Ubuntu và mình phải gõ câu lệnh là nbm run start để nó chạy cái server port 3000. Thì lúc đó mình mới có port 3000 để cho thằng Apache nó trở vào đúng chưa? Rồi khi mình chạy lên mình thử này, enter lại. Cho nên là chúng ta không thể nào mở cái máy tính của mình lên để mình chạy và mình treo máy ở đây được. Tại vì khi mình tắt á, hoặc là mình tắt cái máy tính của mình đi thì tương tự cái server này nó cũng ẩn đi và là trong video sau mình sẽ tìm hiểu một cái cách để mình quản lý những cái uh, những cái xuột của thằng notchess ha nó sẽ tự động nó chạy ngầm bên dưới mà mình sẽ không cần phải start để cho nó canh ở vị trí này mà nó sẽ được chạy ngầm ở bên dưới ha ok hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo